Đây là Kevin Wendell Crumb Có tận 24 người cùng đăng nhập vào cái cao của anh Tức là anh này bị đa nhân cách đấy Các nhân cách của anh này thay nhau đăng nhập vào cơ thể Và bộ phim này là việc có 3 trong số 24 nhân cách kia lập team rồi bắt cóc ba cô gái về nấu súp Ờ đây không phải nấu súp nhưng mà sẽ làm cái gì đấy đến cuối video thì bạn sẽ biết Hoặc là bạn đã biết rồi nếu đã xem phim Video này để mang đến cho bạn bởi content sang sung và giọng đọc vui vẻ Được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin Nếu có gì sai hoặc cần đính chính thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới Để chúng tôi có thể chỉnh sửa ở những video sau Phim mở đầu với cô gái với cái tên rất thực vật này Đang bị cô lập trong buổi tiệc Cô là Casey và có vẻ cô cũng đã quen với việc bị cô lập Khi tiệc tàn thì Claire bước ra than phiền với bố về việc là Tại sao ông lại mời một con nhỏ chống đối xã hội như thế đến bữa tiệc sinh nhật của cô ờ, Trước khi recap tiếp thì tôi chỉ muốn nói là cái ông bố này đóng vai đơ vãi trưởng Anyway thì khi mà Casey chuẩn bị đi xe buýt về Thì ông bố đơ như khúc củi kia đã chủ động nói là sẽ chở cả ba về nhà Trong lúc đang cất đồ trong cốp xe thì ông bị ai đó tiếp cận từ đằng sau rồi đánh ngục và kể từ đó ông đã hết vai chắc là do diễn quá dở. Casey ngồi trong xe nhìn ra gương chiếu hậu đã phát hiện ra điều bất thường. Chưa kịp làm gì thì thấy một người đàn ông lạ mặt vào xe. Nhưng mà trước tiên thì hắn chậm rãi dọn dẹp những vụn rác rồi mới khống chế cả hai cô gái ngồi sau rồi cả Casey khi cô định trốn ra ngoài. khi Casey lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang bị nhốt chung với hai cô gái kia trong một căn phòng kín. Sau một hồi hoang mang thì người đàn ông lạ mặt kia từ từ bước vào đặt cái ghế ở giữa phòng. nói thêm về khung hình của ba cô gái khi đang hướng về phía cửa thì đạo diễn có vẻ như là muốn cái cắm chi tiết tính cách của tên biến thái kia nên là khung hình lúc này chia đôi ra rất cân xứng tính từ khoảng cách giữa hai bức tường ngoài ra cũng ngầm ám chỉ Casey và hai cô gái kia trong tình huống hiểm nghèo này vẫn bị tách biệt không thể chung xuồng để tìm cách thoát ra nói chung là nhìn khung hình cân xứng thì rất là thỏa mãn đặc biệt với những người OCD hoặc là OCPD. Quay trở lại với phim thì tên biến thái kia từ từ ngồi xuống đối diện với ba cô gái rồi chọn lôi Masia ra ngoài. Vùng vẫy một hồi thì Casey đã thì thầm với cô rằng hãy tè dầm đi. Đoạn này có thể hiểu là Casey đã có kinh nghiệm trong việc bị cưỡng ép nên là mới có tips and tricks như thế và nó thực sự hiệu quả. Một lúc sau tên biến thái kia trả Masia về phòng với sự tức tối tột cùng vì không đạt được mục đích. Máy quay từ từ hướng về phía Casey với hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống. Dự báo cô sắp phải đối diện với tình huống sẽ kích hoạt những sang chấn bị sai hậm từ nhỏ. Tôi phải đọc lái từ đấy tại vì đọc từ đấy ra thì nó bị tắt kiếm tiền. Phim chuyển cảnh đến đoạn ông chú to cao của Casey đang kể về chiến tích săn bắn của mình. Casey lúc này thì vui tươi hồn nhiên, hào hứng sắp được đi chơi, nhưng đạo diễn lại cho ông chú thoại trước bố của Casey, kiểu muốn giới thiệu là ông chú này sẽ đóng một cái vai trò gì? đấy trong sự phát triển của Casey. Quay lại thực tại thì Casey lúc này khá bi quan, còn hai cô bạn kia thì không nghĩ vậy. Claire quyết định sẽ đánh trả tên biến thái kia ngay khi có cơ hội và cô muốn Marcia và Casey cùng mình xoay chuyển tình huống. Casey không đồng tình, tại vì thứ nhất trong lúc mê man cô đã thấy hắn bế Claire và Marcia lên giường mà không gặp khó khăn gì. Ba đứa con gái xông lên thì hắn cho mỗi đứa một quyền là ngất. Thứ hai là trong tình huống này không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên là cần Eco lâu hơn một chút rồi mới chốt bài. Trong cả bọn thì Casey có vẻ có kinh nghiệm nhất trong mấy cái việc việc này Mặc dù là kinh nghiệm trong mấy việc này thì không bổ béo gì lắm Tiếp theo chúng ta được chuyển cảnh về quá khứ Khi mà Casey đang chú ý nghe những kiến thức săn bắn từ bố Đồng thời chúng ta thấy được một số hình về những việc xấu mà ông chú to béo sẽ làm Sau đó thì phim chuyển cảnh đến văn phòng trị liệu tâm lý tại nhà của bác sĩ Karen Fletcher Đây là nơi nhân cách Barry dưới hình hài của Kevin đến để trị liệu hàng tuần Barry là một người có năng khiếu nghệ thuật Nhưng vì chứng rối loạn nhân cách phân ly nên anh cũng chỉ có thể vẽ ra rồi để đấy chứ không thương mại hóa được. Trước khi nói tiếp về phim thì chúng ta cùng tìm hiểu sơ nét về cái chứng rối loạn nhân cách phân ly gọi tắt là DID. Người được chuẩn đoán có hội chứng này thì sẽ cảm nhận được sự hiện diện của nhiều nhân cách khác nhau trong cơ thể mình. Những nhân cách này đều có giọng nói, cử chỉ, thói quen, tính cách hoàn toàn khác nhau và họ sẽ thay phiên nhau kiểm soát cơ thể. Điều này sẽ khiến cho nhân cách gốc bị quên ngắt quãng, nghĩa là nhân cách gốc sẽ không nhớ và không biết được những nhân cách kia đang làm gì khi mà những nhân cách đó đang thay phiên kiểm soát cơ thể của nhân cách gốc. À, một trong những nguyên nhân gây ra hội chứng này là chấn thương tâm lý từ nhỏ nên là những nhân cách kia xuất hiện như một cách thức để bảo vệ nhân cách gốc. À, để tìm hiểu kỹ hơn về hội chứng này thì các bạn có thể tham khảo thêm ở tài liệu chẩn đoán DSM5 và những thông tin trên các trang web tâm lý. Quay lại trường hợp của Kevin Wendell Crumb thì cách thức hoạt động của các nhân cách trong anh cũng tương tự như vậy. Họ lần lượt xuất hiện khi cần thiết. Tuy rằng nhân vật Kevin được giới thiệu có đến 24 nhân cách khác nhau, nhưng mà vì nó là phim và để tiết kiệm sức diễn cho James McAvoy thì chúng ta chỉ được gặp 6 nhân cách. Kevin, Barry, Dennis, Patricia, Hedwig và The Beast. Kevin là nhân cách gốc bị mẹ thường xuyên tác động vật lý và anh đã chuyển đam vật lý nhận vào thành vết thương tâm lý. Barry là một nhân cách được sinh ra để kiểm soát tất cả. Nhân cách Dennis thì cơ bản là giống với Billy Milligan ở ngoài đời thật. Nhân cách Patricia là một phụ nữ người Anh xuất hiện để giữ hòa khí. Hedwig thì là một đứa trẻ 9 tuổi, có khả năng là muốn xuất hiện lúc nào cũng được. Những nhân cách muốn xuất hiện thì phải thông qua Barry. Thì Dennis đã lập nhóm với Patricia và Hedwig để bày mưu trong phim này ok đấy giải thích con một tí quay trở lại với buổi trị liệu của berry với bác sĩ fletcher thì sau một hồi nói chuyện bác sĩ đã để ý điều không ổn ở berry là anh này cứ lòng vòng rồi điều chỉnh các vật ở trong phòng cho đúng vị trí như một người đang bị ocd bác sĩ fletcher thông báo với berry về việc bà đang chuẩn bị cho một hội thảo online để bàn luận và công bố các nghiên cứu của bà về những người mắc phải dad thế giới trong phim thì mô tả khá là giống với thực tế cái chứng rối loạn nhân cách phân ly của kevin cũng gây tranh cãi trong cộng đồng những người trong ngành tâm lý học cũng như là tâm thần học bác sĩ fletcher đại diện cho những người mà tin vào hội chứng này và bà đang cố gắng để chứng minh với cộng đồng các tâm lý ra bằng những nghiên cứu cụ thể trong cuộc hội thảo chuyên môn online với các chuyên gia thì bà đã đưa ra những bằng chứng khá thuyết phục thì bạn có tin vào cái việc này không hãy comment bên dưới quay lại với phim thì sau một ngày dài tư vấn tâm lý bác sĩ sang nhà hàng xóm chơi để được bà tư vấn tâm lý sau đó thì phim chuyển về căn phòng tối lúc này nhân cách Patricia xuất hiện để chấn an ba cô gái và không cần nói thì ai cũng thấy nó kỳ vãi thì vì kiểu như này mà Dennis sau đó cũng xuất hiện đem đồ vào và yêu cầu các con tin tự dọn toilet và thông báo tin vui là mình sẽ không làm phiền các cô nữa còn tin buồn là vì ba cô là vật hiến tế nên là phải tôn trọng trong lúc Casey đi ngủ một tí để cho lại sức thì Claire và Marcia đang sợ hãi vì có cái tên ăn mặc như con nít ngồi trước cửa nhân dạng này thì là đom đóm con tên hắn là Hedwig 9 tuổi sau một hồi trò chuyện thì Casey đã hiểu ra là những người xuất hiện nãy giờ đều không phải là một người và cố tìm cách lấy lòng Hedwig để lợi dụng thoát khỏi chỗ này Hedwig trong lúc bối rối thì nói rằng căn phòng này mới chỉ được xây lên để giữ các lễ vật hiến tế nên là Casey đã cố cậy các bức tường trần nhà để tìm thấy lỗ hổng Claire lập tức dùng hết sức để xé và tìm thấy một thứ nhìn như ống thông gió và cả ba team up Claire thì xé trần nhà còn Casey thì đứng canh cửa còn Marcia đứng đấy như điên cậy được một lúc thì Hedwig đã quay trở lại Marcia lúc này cũng tham gia để phụ Casey chặn cửa không cho hắn vào với nhân cách là một con nít thì Hedwig không đẩy lại được với hai đứa cấp 3 nhưng mà Dennis đã chiếm lấy quyền để cửa xông vào Claire thì đã thành công xé trần treo vào trong một ống thông gió bỏ được một lúc thì rớt xuống một cái đường rãnh dài rồi cắm đầu chạy khi nghe thấy tiếng Dennis đang đuổi phía sau cô trốn vào tủ gần đó Dennis đi qua tủ đồ mà không hề phát hiện ra nếu mà là tôi thì tôi sẽ viết kịch bản đần như thế Nhưng mà tất nhiên là Dennis tìm ra rồi Hắn tức giận nhốt Claire vào phòng riêng Vượt ngục về Vào ngày hẹn trị liệu tâm lý tiếp theo Bác sĩ Fletcher đã thử chất vấn xem Người đang nói chuyện có phải là Barry không Vì bà nghi ngờ Dennis đang đóng giả Barry Barry mà bà biết thì không hề ngăn nắp và OCD Tại vì nhân cách đó là một thủ lĩnh hướng ngoại Một cá tính mà thường ít có sự OCD Sau khi Dennis về thì bác sĩ Fletcher xem lại camera ngoài cửa Và thấy là Dennis biết là sẽ có camera an ninh Nên đã cố tình dẫm lên bãi rác để chứng minh mình không bị OCD nhưng mà người bình thường thì người ta đi vòng qua bãi rác chứ không phải đi xuyên qua như thế cả Dennis trở về nơi trú ẩn để Patricia có thể vào phòng chăm sóc cho các lễ vật, trả tóc cho Casey, mang đồ ăn đến cho Marcia, rồi dẫn cả hai ra căn bếp để ăn một bữa đàng hoàng. Điều này báo hiệu rằng ngày hiến tế sẽ sớm diễn ra. Marcia muốn tận dụng cơ hội để trốn thoát. Casey can rồi nhưng mà Marcia không nghe, dùng ghế gõ Patricia rồi nhót ra cửa. Nhưng mà về sau cũng bị Patricia khống chế và biệt giam. Thôi, giờ thân ai nấy lo thôi. Tiếp theo là cảnh Casey ngủ dậy, thấy cánh cửa đang mở toang và thấy luôn cu Hedwig đang nằm cạnh mình. Tuy rất giận vì bị Casey lừa lúc nãy nhưng mà trẻ con quên nhanh giờ hết lại kể kể mấy cái thông tin quan trọng để lấy le với cây rằng là hết có khả năng chiếm quyền xuất hiện bất cứ lúc nào berry cũng vì vậy mà mất quyền kiểm soát cũng như là quyền quyết định nhân cách nào được phép xuất hiện tiếp theo với khả năng đó thì hết đã bị dennis và patricia dụ về cùng một phe dennis và patricia lúc này tin vào một nhân cách gọi là the beast theo họ thì the beast là đại diện cho hình mẫu tiến hóa cao nhất của loài người và những nhân cách bên trong cần phải tìm lễ vật thiêng tế cho the beast nhân cách này cần được tiêu thụ cơ thể của những người trẻ không thuần khiết để nhận được sự bảo kê của hắn khỏi những điều xấu xa ở thế giới bên ngoài. Casey thì lại tiếp tục đắc nhân tâm headwick thậm chí là hôn thằng cu chỉ để moi thêm thông tin. Hedwig sướng lắm, nói rằng mình có một chiếc máy nghe nhạc để kế bên cửa sổ trong phòng riêng. Casey bảo ngay là muốn đến phòng hắn để nghe nhạc và nhảy. Hedwig sau một lúc lưỡng lự thì cũng đồng ý, nhưng mà không phải bây giờ, tại vì Hedwig phải thoát ra để cho Dennis đi đến buổi trị liệu. Trong buổi trị liệu thì bác sĩ Fletcher đã thay đổi cách thách thức Barry để lùa Dennis ra. Đó là nhắc lại sự cố đã kích hoạt quá khứ bị tổn thương của hắn và cách mà Dennis đã trở thành lãnh đạo mới trong nhóm 24 nhân cách. Đồng thời bà cũng không quên thể hiện sự thấu cảm và động viên mà cụ thể là nâng bi Dennis, nói rằng Dennis rất xứng đáng làm lãnh đạo và bà cũng thể hiện mong muốn được diễn kiến Dennis. Sau những cái lời khen có cánh như thế thì Dennis cũng quyết định lộ diện. À, đoạn này tôi muốn dành lời khen cho James McAvoy tại vì là chuyển đổi nhân cách một cách rất là mượt mà, không một chút sai sót, sử dụng tất cả các cơ mặt cần thiết để thay đổi sang nhân cách khác và làm điều đó chỉ trong 5 giây. VIP đấy, cái này chắc phải siêu tập luyện chăm chỉ thì những cái nhân vật đa nhân cách là một cái mảnh đất màu mỡ cho diễn viên thể hiện bản thân nhưng mà cũng là con dao hai lưỡi tại vì nếu mà diễn đời thì thôi hỏng cả phim luôn quay lại với phim thì bác sĩ Fletcher rất xúc động khi được gặp Dennis và bà cũng biết được một số thông tin về The Beast và vì đây là lần gặp đầu tiên nên là bà chỉ có thể chấn an và phủ định niềm tin về sự tồn tại của The Beast trước mặt Dennis nhưng mà tay này chỉ nghe để đấy thôi vì hắn và Patricia đang chuẩn bị cử hành nghi lễ hiến tế cho The Beast ở nhà sau buổi trị liệu thì Dennis về nhà để Hedwig có thể xuất hiện rồi lén dẫn Casey lên phòng riêng, Casey thì vẫn đề phòng như mọi khi, còn Hedwig thì hí hửng như là có bạn đến thăm nhà. Khi đến nơi thì Casey mới phát hiện ra cửa sổ mà Hedwig nói thì chỉ là cái bức tranh. Tuy có chút hoảng loạn nhưng mà cô vẫn dụ được Hedwig cho mình xem một thứ nhìn rất giống bộ đàm. Cô giật lấy bộ đàm rồi tát Hedwig một cái và dò được tần số của một bộ đàm ở ngay gần đó. Nghe thấy giọng một người đàn ông chưa báo được nhiều tin thì Patricia đã xuất hiện lấy bộ đàm rồi dẫn cô trở về phòng chuẩn bị thực hiện nghi thức hiến tế. Trong lúc Patricia bước ra để Dennis xuất hiện thì Casey phát hiện ra là có một cây đình rơi ở ngay cánh cửa và chụp lấy nó trước khi Dennis bước vào phòng sau đó hắn vào và nói những lời để chấn an Casey rằng nghi thức hiến tế này sẽ qua nhanh thôi và nó được thực hiện vì mục đích cao cả hơn cho loài người Casey nghe xong thì thấy là có vẻ Nam Tào đang viết dần tên cô rồi Các nhân cách khác cũng đã biết được về thời điểm hiến tế nên đã hoảng loạn rồi nhắn tin cho bác sĩ Fletcher như một động thái cầu cứu Bác sĩ lập tức bắt taxi đến nhà của The Hot Dennis lúc này phát hiện ra nhưng mà sắp đến lúc The Beast xuất hiện nên là phải ra ngoài để chuẩn bị Vừa ra cửa thì bác sĩ Fletcher đã đến nơi và cố gắng định Dennis để được vào nhà Và Dennis thì lại thích nịnh lắm nên đã đồng ý Sau một hồi trao đổi cùng Dennis về niềm tin đối với The Beast Thì bác sĩ Fletcher đã cảm nhận có điều gì đó không ổn và không an toàn dựa vào những lý luận của Dennis về The Beast. nên là bà lấy cớ được đưa về do những hành vi bất thường của Dennis nên là bà muốn kiểm tra xem hắn có làm việc gì sai trái không và quả thực là một lần nữa bà lại suy đoán đúng khi mà đi dọc hành lang đi ngang những căn phòng sáng đèn rất khả nghi bà mở cửa ra thì thấy một cô gái đang nằm dưới đất trong bộ dạng thất thần Dennis từ đằng sau đóng sầm cửa phòng cố gắng thuyết phục bà rằng những cô gái này sẽ hy sinh vì mục đích cao cả thực ra là bác sĩ fracture tất nhiên thấy điều này rất bình thường nhưng bà không phải là người đa nhân cách nên là không bình thường đâu cần gọi công an Dennis khống chế bà bác sĩ đem về căn phòng khi nãy rồi tiếp tục quay ra ngoài thực hiện nghi thức triệu Hồi the beast. Lúc này ba cô gái đang chơi hát lần cuối trước khi Dennis, hoặc nói đúng hơn là the beast xuất hiện để tiêu thụ cả ba vào người. Nơi the beast chọn để xuất hiện cũng là nơi khởi nguồn cho những tổn thương tâm lý lúc nhỏ của Kevin, đó là trạm tàu hỏa. Casey dùng chiếc đinh nhặt được trước đó để kệ cửa, thoát ra ngoài, nhưng mà đó mới chỉ là cánh cửa số 1, vẫn còn một cánh cửa nữa cho quý vị và các bạn. Cô phát hiện ra một chiếc máy tính nhưng mà không có mạng để đang thread cầu cứu được, nhưng mà trong máy tính lại lưu trữ rất nhiều những đoạn clip ghi lại các nhân cách khác nhau của Kevin. Cô xem từng cái để tìm manh mối thoát ra. The beast lúc này đã hiện nguyên hình và tức tốc phóng như bay về nơi của The Hot để tiêu thụ cơ thể của những người không thuần khiết kia. Bác sĩ Fracture lúc này đã tỉnh dậy rồi tìm giấy bút để viết lại câu thần chú cho các cô gái kia nếu mà có thoát ra thì có thể đọc lên rồi vô hiệu hóa The Beast. Khi đã viết xong thì The Beast cũng tới rồi xử lý bà. Casey lúc này đã xem được chỗ để chìa khóa phòng, mở cửa chạy bán mạng ra ngoài. Khi đi ngang phòng của hai đứa bạn thì thấy cả hai đang làm thử thách cả đời yên nghỉ trong dạ dày của Mr. Beast. Casey nhanh tay khóa lại cánh cửa rồi chạy sang phòng ăn, phát hiện một bà già đang nằm dưới đất với tờ giấy ghi lại câu thần chú Kevin Wendell Crum đúng vậy. Chỉ cần gọi tên đầy đủ của Kevin thì lập tức nhân cách Kevin sẽ tỉnh dậy rồi trở lại bình thường. The Beast thoát khỏi căn phòng kia rồi chuẩn bị qua sơi Casey Khi cô đập cô thần chú lên, hắn trao đảo rồi ngất xỉu. Kevin sau khi tỉnh dậy đã hoang mang với khoảng trống ký ức khá lớn vừa qua, tại vì ký ức của anh chỉ dừng lại ở 18 tháng 9 năm 2014. Anh bảo Casey nơi giấu khẩu shotgun và muốn cô dùng nó để lấy mạng anh ngay bây giờ. Các nhân cách khác cảm thấy bị đe dọa nên đã thay phiên nhau xuất hiện để cán ngăn. Casey thì không quan tâm, lao đi tìm khẩu súng hải phòng và rồi The Beast lại xuất hiện với thể chất phi thường thường thì hắn đuổi kịp rồi táp được một phát. Casey nhanh tay chụp lấy khẩu sọt gan để thả diều, thì Tobias lại quay ra trốn. Sau đó cô tìm thấy một cái lồng sắt rồi chui vào đó để dép. Lúc giờ Biz chạy ngang qua, cô đã bắn trúng hắn một phát, rồi sau đó thêm vài phát nữa. Nhưng mà đây là giờ Biz nên là đạn chỉ có chức năng đẩy lùi chứ không có chức năng tiêu diệt. Tobias phô trương sức mạnh bằng việc dễ dàng bẻ cong thanh sắt cửa lồng rồi chuẩn bị chui vào. Sau đó thì hắn phát hiện trên người Casey là đầy những vết sẹo lớn nhỏ, rồi lại thấy đồng cảm nên là tha cho Casey rồi bỏ chạy. Trước khi đi thì hắn nói một câu khiến khán giả rất chăn trở là những người tàn vỡ là những người tiến hóa hơn. Casey ở trong lồng sắt đến sáng hôm sau thì được ông bảo vệ cứu ra khi đang đứng ở hành lang hút thuốc. Khi cô được dẫn ra ngoài thì mới biết bấy lâu nay mình ở tầng dưới của sở thú. Cũng hợp lý phết. Kiểu The Beast là kiểu xúc vật ấy. Sau khi đã thoát ra thì cảnh sát đến để thu thập chứng cứ nơi ở của The Hot và ba nạn nhân xấu số, số kia. Còn The Hot thì giờ đây đang ở một căn nhà hoang tận hưởng chiến công của The Beast và họ giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng vào The Beast để ra sức bảo vệ The Hot. Hết phim. Nhưng mà khoan, phim của em này Sheilaman mà không có plot twist thì chúng ta được xem một đoạn cuối tại một nhà ăn đang chiếu bản tin thời sự và bất ngờ chưa người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly cà phê để chú ý nghe tin tức lại là David Dunn nhân vật chính của Unbreakable sở hữu năng lực bất khả xâm phạm đây là một dấu hiệu mở ra vũ trụ phim siêu anh hùng kiểu mới của đạo diễn Shyamalan xuyên suốt phim thì chúng ta sẽ được xem những đoạn flashback của Casey về quá khứ bị sai hậm trong chuyến đi săn bắn cùng bố và ông chú chắc chắn một điều là ông chú to cao kia là hung thủ đã gây ra những san trắng cho Casey nên là các bạn hãy xem phim để hiểu được trọn vẹn sự đau khổ của những nạn nhân và thấy được cái ẩn ý của đạo diễn trong những đoạn flashback đấy các bạn nghĩ sao về câu nói cuối cùng của The Beast và các bạn thấy như thế là có đúng không thì hãy để lại bình luận bên dưới tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại